Dạ, em Thành Trung xin mến chào anh chị đã quay trở lại xem video trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. À, hôm nay á, em đang có mặt ở cái dãy nhà siêu rẻ bên em luôn. Để nói với anh chị á, là hiện tại á, bên em chỉ còn có 3 căn thôi nha anh chị. Nên chủ nhà quyết định là giảm mạnh, giảm sâu cho mình luôn. Hiện tại một căn nhà chỉ còn giá là 310 triệu, không phát sinh bất cứ chi phí nào hết. Thì ở đây á, là tụi em có tổng cộng 15 căn. Và hiện tại là bán còn có 3 thăng căn thôi. Dãy này giống như là dãy này nè, bán hết rồi, bà con mình về hết rồi. Em chỉ còn đúng căn số 11 thôi nha anh chị. À, và đây là cái đường trước nhà của mình nè, anh chị thấy nè, rất là to và rộng rãi luôn. Đường này là đường xe tải luôn nha anh chị. Đó. Rồi em mời anh chị coi cái đường nhựa để vào nhà mình nè. Đây, đây là cái đường nhựa vào nhà mình, anh chị thấy không? Rất là to và rộng luôn. Thì cái vị trí chính xác của nhà mình á, là ở gần chợ Rạch Kiến nha anh chị. Từ đây mình ra chợ Rạch Kiến á, chỉ có là 1 km thôi. Anh chị mình di chuyển á, từ quốc lộ 1 ha, mình sẽ thẳng xuống chợ Bình Chánh. Thì tới chợ Bình Chánh rồi á, mình sẽ quẹo vô con đường là đường Đinh Đức Thiện. Thì mình chạy thẳng từ đường Đinh Đức Thiện á, thẳng xuống tới ngã tư Sò Đoi, rồi mình sẽ tới chợ Gạch Chiến và sẽ tới cái khu nhà của mình đây. Thì hiện tại ở đây là em xây 2 dãy, bên kia 1 dãy rồi, và ở đây là có 1 dãy. Dãy này thì bà con mình cũng ở hết trơn rồi. Hiện tại dãy này em chỉ còn 2 căn là số 7, số 8 thôi, và giá chỉ là đúng 310 triệu một căn thôi nha anh chị. Nhiều anh chị có hỏi em là tại sao là nhà lại rẻ như vậy, có thật hay không? Thì em Trung xin cam kết nhà em báo trên video đó là chắc chắn thật 100%, tại vì em làm việc và trực tiếp với chủ nhà hoặc là chủ đầu tư luôn, nên cái giá của em đó lúc nào cũng là cái giá thấp nhất so với thị trường luôn, rất là cạnh tranh, và em chỉ là chủ giao giá bao nhiêu là em bán bao nhiêu thôi nha anh chị. Đó, thì giống như căn này đây, đúng 310 triệu, không phát sinh bất cứ chi phí nào hết, giấy tờ ở đây là chủ nhà lo hết cho mình luôn. Đó, rồi em mời anh chị tham quan căn nhà số 7 của em ha. Này, nằm chính giữa dãy này luôn. Thì ở đây là tụi em có làm sẵn mái hiên hết trơn nè. Còn ở dưới đây, dưới nền đường nội bộ của mình á, đường này nó tầm khoảng 2 mét, 2 mét rưỡi. Thì ở đây là cũng rất là sạch sẽ, cao ráo rồi. Anh chị mình về đây mình ở, mình sẽ không sợ ngập lụt, mưa nắng mình cũng không lo ha. Thì nhà của mình đây nè. Đây anh chị xem, nó tổng quan nhà của mình. Nó rồi bé bé xinh xinh thôi, rất là hợp cho hai vợ chồng công nhân ở mà có 2 đứa con đó, thì cũng rất là tuyệt vời, vừa đủ luôn. Cửa vào nhà mình như anh chị thấy nè, là cửa sắt. Cái này là mình làm cái kiểu này rất là đẹp luôn nha. Rồi mình có kính mờ ở trong nữa nè, ở ngoài song sắt để bảo vệ cho căn nhà luôn. Rồi tiếp đến vào trong, mặc dù nhà giá rẻ nha, nhưng mà đầu tư rất là công phu nha anh chị. Ở dưới là mình sử dụng gạch men, gạch bông nè. Đó, gạch men rất là chắc chắn luôn, giả gỗ luôn. Và một cái điều rất là đặc biệt là đây, tường lên cao tới 1m6. Đó, quá trời cao luôn, rất là sạch sẽ. Mình ở đây mình sinh hoạt cũng rất là dễ dàng luôn. Không gian bếp cũng rất là rộng rãi nè anh chị thấy nè. Đó, ở trên mặt bếp á, mình lót gạch bóng 60. Tường bếp là cũng sạch sẽ chưa luôn. Ở đây mình có một cái bàn, một cái bồn nước inox đại thanh luôn, rất là sạch sẽ và thanh luôn. Bồ quý nắp anh chị mình xài là khỏi lo rồi, nó sẽ không bị bám bẩn, không bị mục sét luôn. Rồi đây là cái nhà vệ sinh của mình, anh chị thấy nè, dưới nền nó là gạch nhám chống trơn trượt nè, lên tường đó là gạch cao rất là cao luôn. Rồi trong nhà vệ sinh nè, vừa rộng rãi nè, đầy đủ các thiết bị vệ sinh cho gia đình mình luôn. Cửa nhà vệ sinh của mình là cửa nhôm nha anh chị, cửa nhôm kiến mời. Đó, mình xài nhà vệ sinh mình sử dụng cửa nhôm rất tuyệt vời rồi, nó không sợ bị rỉ sét chân nè, rồi là không sợ bị thấm nước nữa. Rồi và ở trên đây mình có một cái không gian gác lửng nha anh chị. Đó, và cầu thang của mình đó là mình sử dụng cầu thang xếp. Đây, mình có thể mở ra nè, xếp qua giày đó, để anh chị mình dễ dàng di chuyển lên xuống. Rồi đó, mình có thể là xếp vô giày, nó gì cũng được. Còn anh chị nào á mà mình không thích cầu thang, mẫu cầu thang xếp giống vậy đúng không, thì bên em Trung cũng sẽ hỗ trợ cho mình làm một cái cầu thang xuống đây, vượt cấp qua đây vẫn được, giống như những căn nhà giá rẻ trước của em. Đó, rất là ok luôn. Rồi thì em cũng cảm ơn chị á, nãy giờ đã bỏ thời gian ra theo dõi video của em. Thì em xin nói lại một tí xíu nha, nhà mình chỉ giá đúng 310 triệu và hiện tại chỉ còn có 3 căn thôi, còn duy nhất 3 căn thôi. Anh chị mình cứ xuống sớm xem nhà, thấy ưng ý để mình chọn cái nhà có giá mà thích hợp với anh chị mình luôn nha. Đó, dạ rồi, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. À,